Quý cô bác, anh chị thân mến, Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, phúc lộc đề đa, tiền vào như nước, tiền ra nhổ giọt, giàu sang vinh mạn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương Minh Đường Tử Vi chia sẻ muốn gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tuần lễ vàng trong tháng 7 âm lịch, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, hưởng phúc tổ tiên, gặp may liên tiếp, trúng số bất ngờ, khổ mấy cũng đổi đời đại gia, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Tổng quan tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Tuổi Đinh Mùi đại diện cho những người sống giàu tình cảm, nhân hậu, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Đặc biệt, những người tuổi này thông minh, sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích nhạy bén. Giống như hình ảnh của con vật đại diện, những người tuổi Đinh Mùi đa số hiền hậu, sống an nhàn và luôn vui vẻ, thân thiện với mọi người. Họ sống cho tập thể và những người thân cận, không bao giờ ích kỷ, cũng không bao giờ làm những điều phải xấu hổ với lương tâm. Họ sống giàu tình cảm và đầy lòng trắc ẩn yêu thương con người. Bởi vậy, những người tuổi này thường lựa chọn con đường sáng tác nghệ thuật để truyền tải những thông điệp yêu thương cho thế giới loài người. Tuổi Đinh Mùi là những người thiên về sống nội tâm, ít khi chia sẻ cảm xúc, tình cảm của mình với người khác. Họ tốt bụng, giúp đỡ người khác trong âm thầm, sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại. Điều mong ước lớn nhất đối với tuổi Đinh Mùi không phải là cuộc sống giàu sang, sung sướng, mà là một cuộc sống an nhàn, bình yên và ngập tràn tình yêu thương. Tuổi Đinh Mùi dễ xúc động với những bất hạnh, khó khăn của người nghèo khổ, họ dễ tổn thương nhưng cũng dễ tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Tấm lòng vị tha của tuổi Đinh Mùi khiến họ trở nên thân thiện và nhận được tình cảm quý mến của mọi người xung quanh. Tuổi Đinh Mùi không đủ mạnh mẽ để chống chọi với khó khăn, thử thách một mình. Họ cần có sự giúp đỡ, đồng cảm và ủng hộ của những người thân cận. Đôi khi sự đa sầu, đa cảm khiến cho tuổi Đinh Mùi rơi vào trạng thái mất cân bằng trong cuộc sống. Họ thích cuộc sống tự do, tự tại, thoải mái làm những điều mình thích mà không bị giới hạn điều gì. Bản chất tuổi Đinh Mùi khá ương bướng, những gì họ không thích làm thì không ai có thể bắt ép được. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, tuổi Đinh Mùi biết nhường nhịn đúng cách để không xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp. Tuổi Đinh Mùi làm việc khá cẩn thận, chậm chạp. Vì vậy, nếu những người yêu thích tốc độ, sẽ không thể hợp tác làm ăn được với họ. Thậm chí tuổi Đinh Mùi ghét nhất là bị ai đó thúc giục, bắt phải vội vàng trong khi làm việc. Những người này có khá nhiều mối quan hệ rộng rãi trên các lĩnh vực trong cuộc sống. Bằng sự khéo léo và tài giao tiếp của mình, tuổi Đinh Mùi được người khác kính trọng, ngưỡng mộ. Họ là những người công tư phân minh, khi làm việc tuyệt đối sẽ không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc chung. Tuổi Đinh Mùi không thích là người đứng đầu, cũng không thích lãnh đạo ai. Không phải họ không có khả năng mà những người này dường như có xu hướng làm việc độc lập, an nhàn, không chịu được áp lực quá lớn trong công việc. Gia đình mới thực sự là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của người tuổi Đinh Mùi. Họ dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc và yêu thương những người thân trong nhà. Những người này tuyệt đối không bao giờ có thái độ nóng nảy, tức giận để làm mất đi sự hòa hợp giữa mọi người trong gia đình. Tuổi Đinh Mùi ngay từ nhỏ đã được sống trong cuộc sống an nhàn, bình yên, ngập tràn tình yêu thương của cha mẹ. Càng lớn, những người này càng dễ xúc động, đồng cảm với khó khăn của người khác. Bởi vậy, họ không bao giờ từ chối giúp đỡ một ai, đi đến đâu cũng có bạn, có người yêu quý tới đó, có đôi lúc sự nhiệt tình, tốt bụng của tuổi Đinh Mùi bị lợi dụng mà họ không hay biết. Tuổi Đinh Mùi đa số có cuộc sống an nhàn, bình yên. Tuy nhiên, người ta thường cho rằng nếu sinh vào mùa đông, tuổi Đinh Mùi sẽ gặp nhiều khó khăn, vất vả hơn. Tuy nhiên, sự lương thiện, nhân hậu của họ luôn được đền đáp xứng đáng,
Dù có gặp nhiều khó khăn nhưng tuổi Đinh Mùi sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Tuổi Đinh Mùi sẽ tìm được sự hào hứng, hiệu quả hơn nếu làm việc tập thể, bởi họ là người có tinh thần trách nhiệm cao, luôn sẵn sàng hy sinh lợi ích của mình vì người khác. Thế nhưng, những nguyên tắc, luật lệ khắt khe của tuổi Đinh Mùi có lẽ sẽ khiến nhiều người không hài lòng. Khi giao tiếp với người tuổi Đinh Mùi, thay vì đấu khẩu, chỉ trích họ, bạn hãy lắng nghe những quan điểm, ý kiến ấy một cách chăm chú. Nếu không muốn tuổi Đinh Mùi bỏ đi, bạn cũng đừng cố gắng khai thác những thông tin riêng tư, đời sống tình cảm của họ, bởi những người này vô cùng khép kín, không bao giờ chia sẻ những bí mật của mình cho mọi người. Người tuổi Đinh Mùi có nhiều thói quen tốt trong cuộc sống, họ ghi nhớ những kỷ niệm của gia đình và một cuốn album ảnh hay ngày sinh nhật của bạn bè và một cuốn sổ tay. Người này không bao giờ quên những kỷ niệm ý nghĩa với ai đó và họ sẽ tổn thương vô cùng nếu như không ai để ý tới mình. Họ hưởng thụ cuộc sống và làm những điều mình yêu thích. Đối với tuổi Đinh Mùi, quan trọng nhất là gia đình, thứ hai là bạn bè và thứ ba là công việc. Họ không bao giờ quên bữa tối thân mật cùng với những người thân trong nhà, luôn là người đem lại niềm vui, tiếng cười cho gia đình. Tuổi Đinh Mùi cũng thích cùng bạn bè thân thiết đi du lịch, đến những vùng đất mới mẻ, yên bình để hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên và bầu không khí. Khi làm việc tập thể, dù không phải là người đầu tiên đưa ra những ý tưởng của bản thân mình, nhưng họ luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, chính xác, đúng lúc, đem lại hiệu quả cao trong công việc. Trong mắt đồng nghiệp, tuổi Đinh Mùi là một người sáng tạo, nhiệt tình và đầy trách nhiệm. Sự đa sầu, đa cảm nhiều lúc khiến tuổi Đinh Mùi rơi vào trạng thái bế tắc, khủng hoảng tinh thần. Họ buồn phiền vô cớ và không chia sẻ với bất kỳ ai. Tự tách mình ra khỏi đám đông và tìm đến những nơi yên tĩnh một mình. Ít ai có thể hiểu được những suy nghĩ, hành động kỳ lạ của người tuổi Mùi. Phụ nữ tuổi Đinh Mùi là con người của gia đình, họ sẽ luôn dành những tình cảm yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc tận tình đến những người thân trong gia đình. Họ đảm đang, tháo vát và biết khích lệ, giúp đỡ người chồng của mình đúng lúc. Sự khôn khéo ấy là nền tảng vững chắc để phụ nữ tuổi Đinh Mùi duy trì sự lâu dài trong mối quan hệ hôn nhân, gia đình. Họ thích làm đẹp và sẵn sàng đầu tư một khoản tiền lớn để chăm sóc cho vẻ bề ngoài của mình. Đứng giữa đám đông, phụ nữ tuổi Đinh Mùi biết cách tạo ấn tượng tốt cho người khác ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Đó là lý do tại sao người này luôn có rất nhiều anh chàng theo đuổi, tán tỉnh. Phụ nữ tuổi Đinh Mùi có đời sống nội tâm, phong phú, lãng mạn nhưng họ cũng dễ bị tổn thương. Trong tình yêu, họ sẵn sàng hy sinh bản thân mình, cho đi mà không cần nhận lại, chỉ cần đem đến niềm vui và hạnh phúc cho đối phương là đủ. Tuổi Đinh Mùi biết phát huy những ưu điểm của mình và khắc phục những nhược điểm. Họ giỏi trong việc thuyết phục người khác đồng tình với quan điểm của mình. Với nội tâm phong phú và con mắt nhìn xa trông rộng, tuổi Đinh Mùi thấu hiểu được tâm tư, tình cảm của người khác chỉ qua ánh mắt, hành động và cử chỉ. Nếu biết những ai đang gặp khó khăn, tuổi Đinh Mùi sẽ cố gắng làm mọi thứ để giúp đỡ họ, tấm lòng nhân ái và tốt bụng, không cho phép tuổi Đinh Mùi từ chối bất kỳ ai bởi bản tính lương thiện. Thật thà mà những người này thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, bạn sẽ ít khi thấy tuổi Đinh Mùi rơi vào trạng thái khó khăn hay có vấn đề nguy hiểm đến sức khỏe. Đầu tiên là đánh giá tổng quan vận trình tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, đúng tháng 7 âm lịch năm 2024. Tháng 7 âm lịch năm 2024, tháng Nhâm Thân, năm Giáp Thìn, bắt đầu từ ngày mùng 4 tháng 8 năm 2024, kết thúc vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 2024 dương lịch. Thiên can nhâm thủy, địa chi thân kim, đặc trưng, thiên sinh địa khắc, kim khí tàng tài khí. Xem tử vi tháng 7 năm 2024, tuổi Đinh Mùi âm lịch, lời khuyên dành cho con giáp này đó là bớt để ý chuyện của người ta, nên chăm sóc đời sống cá nhân của mình thật tốt, đó mới là ưu tiên hàng đầu lúc này. Tương phá, dự báo sự mâu thuẫn trong tính cách, từ chỗ làm cho tới về nhà, khiến tuổi Đinh Mùi không vui. Đôi khi bạn cảm thấy mất hứng thú với những người có tính cách hấp tấp, bồng bột và không biết lắng nghe. Nguyệt lệnh trường sinh cho thấy, bản mệnh là người tài hoa, say mê lao động, cần cù làm việc. Tuy nhiên, không phải khi nào người ta cũng công nhận công sức của bạn, nhưng điều quan trọng là bạn đang tiến bộ mỗi ngày sau quá trình không ngừng rèn giũa bản thân. Thành công sẽ đến theo một cách rất tự nhiên trong tương lai, bạn không cần phải vội vàng. Vì quá bận rộn nên con giáp tuổi Đinh Mùi ít dành thời gian để cải thiện chuyện tình cảm. Thế nhưng, may mắn có Thái Âm Cát Tinh hỗ trợ, nên bạn vẫn được người bạn đời ủng hộ, nâng đỡ, vận trình tình cảm nhờ thế mà bớt đi sự căng thẳng. Bạn là người có trái tim nhiệt huyết và luôn hết mình vì đam mê, tính cách lạc quan giúp bạn luôn tìm thấy niềm vui trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ngay cả trong thời điểm tăm tối nhất.
Bạn cũng sẽ cần tỉnh táo và cẩn trọng với những vấn đề liên quan tới tiền bạc, quản lý vấn đề cá nhân sẽ dễ dàng hơn việc chịu trách nhiệm thay ai đó. Chi tiết cụ thể về các phương diện chính như sau. Về phương diện sự nghiệp, phương diện công danh, sự nghiệp của người tuổi Đinh Mùi lúc này có nhiều thăng trầm khó lường, nhưng dù sao đây cũng là cơ hội để bản mệnh thể hiện bản lĩnh của mình trong việc kiểm soát vấn đề. Thiên quan dự báo có những rắc rối khó lường, khiến bản mệnh phải phiền lòng, bận tâm. Ngay lúc này không nên phó mặc cho số phận hay thờ ơ với mọi thứ xung quanh, vì bạn đủ khả năng để chuyển bại thành thắng trong thời gian ngắn. Nguyệt lệnh lâm quan đới sẽ rất có lợi cho những ai làm công chức nhà nước, cơ hội tiến thân đã đến, hãy khéo léo hành xử, biến những điều không thể thành có thể. Con giáp thông minh, nhiệt tình như bạn chắc chắn sẽ làm được điều mình muốn. Có điều, ngũ quỷ xuất hiện, mang theo dấu hiệu tiểu nhân đeo bám rõ ràng, đặc biệt đây lại là tháng cô hồn, có thể gây ra một vài sự cản trở nhất định trong công việc. Cho nên, làm gì tuổi Đinh Mùi cũng nên thận trọng, chớ chủ quan lơ là mà sập bẫy kẻ xấu. Cũng cần chú ý một vài ảnh hưởng cảm tính do quan đới gây ra, khiến bản mệnh sử dụng tình cảm trong hành động, dễ bị cảm xúc chi phối, nên cũng hay làm việc tùy hứng, thích là làm không thích lập tức có thể bỏ dở giữa chừng. Điều này gây ra không ít rắc rối, thậm chí còn làm mất lòng người khác, dễ bị cô lập trong tập thể. Cho nên, mệnh chủ nên học cách kiểm soát cảm xúc của mình, biết lúc nào cần dùng lý trí, lúc nào cần dùng tình cảm để không gây ra rắc rối, không thể vãn hồi. Ngoài ra, bạn có thể phá vỡ những lề thói, quan niệm cũ trong công việc để bước sang một giai đoạn mới. Lúc này khá khó khăn, mệt mỏi, nhưng tương lai bạn sẽ có những bước tiến đáng kể. Về phương diện tài lộc, tử vi tháng 7 năm 2024 tuổi Đinh Mùi âm lịch cho thấy vận trình tài lộc của người tuổi Đinh Mùi thăng trầm không ổn định chút nào. Thế nên, ngay khi kiếm được tiền nên để dành tiết kiệm, không nên tiêu xài hoang phí. Trong khi đó, khi khó khăn thì càng tìm cách để cải thiện kỹ năng kiếm tiền của mình, học hỏi thêm để khai thác các cơ hội đầu tư một cách hiệu quả. Tháng này công việc của người tuổi Đinh Mùi không mấy thuận lợi, cũng theo đó mà doanh thu sụt giảm. Bản mệnh cần phải bình tĩnh để tìm cách ứng phó, chứ không nên vội vàng sốt sắng quá mức, kẻo sai lại càng thêm sai thêm. Cục diện thương hại tác động sẽ đem tới nhiều phiền phức cho mệnh chủ, bản mệnh cần phải cẩn thận trước những chiêu trò cạnh tranh của đối thủ, cũng như việc ký kết hợp đồng với đối tác lại càng khó khăn hơn. Những kẻ tiểu nhân, xấu bụng có thể lợi dụng sự tin tưởng của người tuổi Đinh Mùi để gây thiệt hại cho chính bản mệnh. Việc hợp tác làm ăn với bạn bè, người thân trong tháng này cũng nên tránh, bởi sẽ có nhiều bất trắc xảy ra trong tháng cô hồn này, khiến đôi bên vừa mất tiền, lại vừa gây sứt mẻ mối quan hệ. Tháng này vận khí chưa tốt, người tuổi Đinh Mùi hãy hoàn thành cho tốt các công việc còn dang dở của mình. Việc mở rộng làm ăn hay thực hiện các công việc trọng đại cần chờ đến thời điểm khác sẽ thích hợp hơn. Tuy nhiên, trong tháng vẫn xuất hiện những cơ hội do tam hội và quan đới đem lại, giúp bản mệnh tuổi Đinh Mùi có cơ hội trở mình. Người làm công ăn lương, công chức, viên chức, nhân viên, công nhân cần phải cố gắng hết sức, hạn chế các sai sót xảy ra thì vẫn sẽ nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng nóng xứng đáng. Còn đối với những bản mệnh tuổi Đinh Mùi, làm kinh doanh, buôn bán cần tỉnh táo, làm ăn lương thiện, nhận ra thế mạnh của mình để phát huy, chủ động, quyết tâm thì mệnh chủ sẽ dần khẳng định được vị thế của mình, từ đó công việc cũng sẽ ổn định, sẽ mang đến nguồn tài chính đều đặn cho bản mệnh. Đồng thời người tuổi Đinh Mùi trong tháng này hãy xem xét hướng xuất hành và các ngày tốt xấu trong tháng để tiến hành các việc, như vậy thì mọi chuyện sẽ được may mắn và hanh thông hơn. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Tháng này, gặp ngũ hành xung khắc cho thấy vận trình tình cảm của con giáp tuổi Đinh Mùi không được thuận lợi. Các cặp vợ chồng lúc này có xu hướng lơ là không quan tâm tới người ấy chu đáo, nên chính bạn cũng cảm thấy có lỗi. Thế nhưng, may mắn là sau khi nghe tuổi Đinh Mùi giải thích và cách bạn thể hiện sự chân thành đã khiến đối phương chủ động hỗ trợ bạn trong cuộc sống. Tình cảm tuy không thăng hoa, nhưng tạo cho con giáp tuổi này cảm giác bền vững, an ổn. Trong tháng 7 âm lịch, thất xích bay về phương chính nam, phụ nữ trong gia đình bạn có thể bất hòa, gây chia rẽ nội bộ khiến bầu không khí trong nhà căng thẳng. Về phương diện sức khỏe, vận trình tháng 7 âm lịch này của tuổi Đinh Mùi có nhiều quyết tâm trong việc cải thiện sức khỏe, nhưng không phải khi nào bạn cũng có thể thực hiện được. Tuy nhiên, đó cũng là bước tiến so với chính bạn trước đây, một người không nghĩ tới thể dục, thể thao. Thời gian này, thức ăn quá nóng hay quá lạnh đều không tốt cho sức khỏe, chú ý ưu tiên ấm, mềm, nhạt. Bản mệnh nên lưu tâm tới vấn đề ăn uống,
nên ưu tiên đồ ăn theo mùa vì chúng hỗ trợ năng lượng cho bạn rất tốt. Nếu bị bệnh, bản mệnh nên ưu tiên các phương thức chữa trị thông thường có tính phổ biến, đừng xem thường những thứ đơn giản xung quanh chúng ta, những phương pháp mới chưa chắc đã phù hợp với bạn. Và bây giờ là vận trình chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, đúng tháng 7 âm lịch. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch. Tuổi Đinh Mùi trong tuần có tin vui liên quan đến công việc nhờ có thiên đức cát tinh nâng đỡ. Tuy nhiên, vận may đến có nhiều hay không, chủ yếu là nằm ở cách ăn nói của bạn. Thiên cầu hung tinh chiếu vận, không khuyến khích bạn ăn nói bừa bãi kẻo rước họa vào thân. Công việc vẫn tiến triển tốt, nhiều người nhận được những tín tốt hoặc được thăng chức, tăng lương bất ngờ. Bên cạnh đó, tuổi này cũng cần biết rằng đôi khi mình phải chấp nhận rủi ro để đạt được thành công như mong muốn. Không có thành công nào là dễ dàng hết nên đừng đòi hỏi quá cao. Chuyện tiền bạc, nếu muốn thuận lợi thì phải tránh xa kiện tụng, tranh đấu, e rằng khó tụ tài. Đồng tiền sạch bao giờ cũng có lộc và trường tồn. Hãy làm ăn lương thiện thì trời xanh có mắt, sớm có lộc lá. Nếu có chuyện gì phát sinh thì cũng cứ hãy bình tĩnh, rồi quý nhân sẽ tìm ra giải pháp giúp bạn sớm thôi, càng nóng giận, càng mất tiền. Tuần mới này có tả phù chiếu mệnh, nên bản mệnh Đinh Mùi có thêm nhiều mối quan hệ mới, hay được bạn bè giúp đỡ, động viên, cần thể hiện thái độ cởi mở, đón nhận lòng tốt. Quý nhân, Mão, Dậu, tiểu nhân, Tuất, Tý, màu sắc may mắn, đen, xanh lá, con số phát tài, 12, 58, 88. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch. Tỵ có Bạch Hổ và Thiên Đức cùng chiếu mệnh, nên dù có thấy may mắn cũng không nên chủ quan, bạn được quý nhân giúp đỡ. Nhưng không ai gánh nổi đường sức khỏe hộ bạn, làm gì cũng nên chú ý đến cơ thể của mình, đừng để tiền thuốc quá tiền lương. Cát tinh càng gia tăng thêm phần tốt cho con giáp này, đôi lúc có những niềm vui nho nhỏ trong công việc mang lại cho Mùi khá nhiều hy vọng. Mọi người tạo điều kiện thuận lợi cho con giáp này tiến lên bậc cao mới trong công việc. Những ai đang buôn bán, cứ sợi lời thì sẽ đông khách, đừng quá kỹ tính vì sẽ mất lộc buôn bán. Đường tài vận vướng phải âm sát nên phải cẩn thận kẻo bị lừa. Gần đây chiêu trò lừa tiền qua mạng xã hội rất tinh vi. Đừng cho ai vay tiền trên mạng, muốn vay thì gặp nhau trực tiếp, không giao dịch qua điện thoại. Ngoài ra, trong tuần mới bạn cũng không nên mua những đồ vật có giá trị lớn hoặc cho người khác mượn đồ, không thuận lợi. Tuần này bản mệnh tuổi Mùi dễ gặp tiểu nhân, bản tính nghi hoặc nên dễ phiền não vô ích hay ghen tuông vớ vẩn. Người có gia đình khá nóng tính hay nặng lời với nửa kia. Quý nhân, Ngọ, Hợi, tiểu nhân, Tỵ, Sửu, màu sắc may mắn, tím, hồng, con số phát tài, 23, 50, 75. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 7 âm lịch. Tuần này, tuổi Đinh Mùi có vận trình hung cát xen lẫn, do có tử vi và Bạch Hổ đồng chiếu mệnh. Có lẽ bạn sẽ hơi chật vật và hoang mang, nhưng đừng lo sợ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, bạn không phải chịu vất vả mãi đâu. Tuổi này nên tập trung làm việc để tiết kiệm thời gian, đừng để cơ hội vụt qua khỏi tầm tay. Tuần mới sẽ có nhiều may mắn mới, nhưng bản mệnh đừng chảnh mảng mà lại làm mất đi lợi thế mà mình đang có. Người làm kinh doanh nên tập trung chăm sóc khách hàng thật tốt để hàng hóa vẫn đạt được doanh số như kế hoạch ban đầu, đừng có chần chừ, do dự là nhường vận may cho người khác. Tiền bạc đầy tay, nhưng đừng quá chủ quan mà tiêu hoang, dễ mất tiền vì ốm đau bệnh tật. Trong tuần này, người làm kinh doanh sẽ buôn bán khởi sắc hơn, lợi nhuận cũng theo đó mà tăng lên, cả nguồn thu chính và phụ đều tăng so với nửa đầu tháng, chăm cày cuốc thì trời không phụ lòng. Tuy nhiên, lưu ý quan trọng nhất trong tuần này, bản mệnh cần quan tâm hơn đến sức khỏe của những người thân yêu và chính bản thân mình. Ai đang có ý định đi chơi xa cùng người thân hoặc có người nhà sắp đi đâu đó thì nên xem ngày tốt để xuất hành. Người có gia đình cần để mắt đến con cái nhiều hơn. Quý nhân, Mão, Hợi, tiểu nhân, Tuất, Tỵ, màu sắc may mắn, đỏ, trắng, con số phát tài, 43, 56, 92. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 7 âm lịch. Người tuổi Đinh Mùi gặp khá nhiều may mắn trong tuần mới, không còn vất vả như tử vi tuần cũ dự báo. Đặc biệt là những ai đang vất vả bôn ba ở xa quê, những khó khăn dường như biến thành động lực trong tuần này. Công việc chăm bề thuận lợi, đặc biệt là những ai đang làm công việc phải di chuyển nhiều hoặc ai đang xuất ngoại, nhờ có dịch mã phù trợ, bạn sẽ tìm thấy niềm vui trong thành tựu, một thời gian tốt cho các bước chuyển nghề nghiệp hay đi xa công tác, đừng ngại ngần, càng bôn ba bạn càng có tiền.
vận tiền tài có dấu hiệu khởi sắc, tuổi này chăm chỉ cày cuốc, nữ không thua kém gì nam. Tiền bạc do vất vả mà có được, nên bạn rất quý trọng đồng tiền. Một tuần tốt đẹp về tài chính, bạn không cần phải lo lắng về các khoản chi tiêu của mình, giỏi chắt góp sẽ có khoản tiền to. Từ giờ hãy điềm tĩnh và buông bỏ những suy nghĩ phiền muộn về các mối quan hệ, khiến bạn không thoải mái, bạn có quyền đối xử tốt với bản thân và từ chối những người xấu tính. Quý nhân, Mão, Dậu, tiểu nhân, Tuất, Thân, màu sắc may mắn, cam, đen, con số phát tài 54, 66, 97. Sau đây, Minh Đường Tử Vi xin được tiết lộ với quý vị về những tháng sinh may mắn nhất của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Phát tài rực rỡ, vận trình thăng hoa trong tháng 7 âm lịch này, hãy đón xem đó có phải là tháng sinh của mình hay không, quý vị nhé. Người tuổi Đinh Mùi, sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là tiết thanh minh, tháng này thông minh, lanh lợi, tính cách trung nghĩa, thiện lương. Sinh vào tháng này trong năm, người tuổi Đinh Mùi tài đức, song toàn, có nhiều tài năng, được nhiều người ngưỡng vọng, họ có nhiều tham vọng và lý tưởng cao đẹp, cũng rất biết cách đối nhân, xử thế, biết linh hoạt ứng biến, tùy theo từng tình huống, dù không có quý nhân ở bên hỗ trợ, thì với tài năng của bản thân, người này cũng có thể tự mình làm nên sự nghiệp, thành công không quá khó khăn. Người tuổi Đinh Mùi, sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch là tiết lập hạ, người tuổi Đinh Mùi sinh vào thời điểm này trong năm là người trung hậu, tính tình ôn hòa, nhã nhặn, có tinh thần nghĩa hiệp, tư chất thông minh. Dù là con đường học vấn hay con đường sự nghiệp của người này cũng khiến cho bao người thầm mong ước, họ có tài năng xuất chúng, đa tài, đa nghệ, trí dũng song toàn, dường như có thể làm được tất cả mọi điều chỉ cần họ muốn mà thôi. Người tuổi Đinh Mùi, sinh tháng 6 âm lịch. Tuổi Đinh Mùi sinh vào tháng nào tốt, khi tháng 6 tiết Tiểu Thử, họ là người có lòng từ tâm, chân thành đối đãi với mọi người, có tài mà có đức, họ được trời ban cho phúc lộc, vạn sự như ý, danh lợi song toàn. Cuộc sống hôn nhân của họ cũng rất tốt đẹp, vợ chồng ân ái hạnh phúc bền lâu. Dù là theo con đường quan lộ hay theo nghiệp kinh doanh, thì tháng 6 âm lịch cũng giành được những thành quả khiến cho nhiều người ngưỡng mộ, có tiền bạc dồi dào và địa vị xã hội cao. Người tuổi Đinh Mùi, sinh tháng 8 âm lịch. Sinh ra trong tiết Bạch Lộ, tuổi Đinh Mùi sinh vào tháng âm này là những người vui vẻ, nhiệt tình, thích giúp đỡ mọi người, trọng bạn bè và có những mối quan hệ vô cùng rộng khắp. Họ thông minh, nhanh nhẹn, lại lương thiện, chân thành, cũng có tài năng, nên con đường sự nghiệp khá thuận lợi, được nhiều người giúp đỡ, bản thân lại có khả năng, nên chuyện thăng tiến không quá xa xôi. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuần lễ vàng tháng 7 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.